Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang phần tiếp theo. Skills, các kỹ năng. Và nội dung của bài hôm nay chúng ta sẽ học về là greetings, những sự chào hỏi. Trong phần này chúng ta sẽ cùng ôn lại về số đếm nhé, từ 1 đến 10. 1, số 1. 2, số 2. 3, số 3. 4, số 4. 5, số 5. 6, số 6. 7, số 7. 8, số 8. 9, số 9. 10, số 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và chúng ta có thể học những cái số to hơn là từ số 11 cho đến số 20 nhé. Chữ viết là eleven này. Chúng ta nhìn cách đọc nhá, đây có e, âm y ngắn này. E l e l. V với n sẽ đọc cái âm n thành âm n, v với n sẽ là vần. Nhấn vào âm le này. Eleven. Eleven. Nó viết là eleven thì sẽ đọc là eleven. Eleven. Là số 11. Tiếp theo số 12. Đây là âm e. Trước âm e là âm quờ, quờ với e là que. Và sau âm que có âm l là uốn lưỡi này. Que rồi uốn lưỡi này. Well, well. Nó giống âm well trong tiếng Việt nhé. Và trước đó sẽ âm tờ này. Twelve, twelve. Và âm cuối v, twelve, twelve. Số 12. Tiếp theo số 13 này. Đây là âm r, âm uốn lưỡi nhé. Âm thờ thẻ lưỡi này. Thờ thẻ lưỡi với âm uốn lưỡi là thờ. Thờ. Đây âm y, tờ với y là t, với âm n cuối là teen, nhấn mạnh âm teen này. Thirteen, thirteen, thirteen. Số 13. Đấy, chúng ta nhìn đây, từ số 13 đến số 19 đều có chữ teen hết này. Fourteen, fourteen. Số 14 rất dễ nhớ nhé, là số 4 cộng với chữ teen sẽ ra fourteen này. Số 15, fifteen, fifteen. Số 16 lại là số 6 cộng với chữ tin này. 16. 16 là 16. Số 17 cũng tương tự, số 7 cộng tin này. 17. 17. Số 8, 18. 18. Số 18 là số 8 cộng với chữ tin nhưng mà chỉ có một chữ tờ thôi nhá. Số 19 lại là số 9 cộng tin này. 19. 19 là 19. Tiếp theo số 20 này. Âm e. W với E là que, que với N đằng sau là quen. Tờ đằng trước sẽ là twen, twen. Với âm tờ với Y là tỷ. Twenty, twenty. Nhấn vào âm twen, âm T hạ xuống thành tỷ. Twenty, twenty là số 20. Đó, chúng ta cứ học thuộc từ số 1 cho đến số 20 thì sau này chúng ta sẽ học được những con số to hơn một cách rất là dễ dàng nhé. Chúng ta sẽ sang cái mẫu câu. Chúng ta thực hành cái mẫu câu hỏi tuổi. Đằng trước chúng ta đã học rồi nhé. Là chúng ta chỉ ôn lại thôi. Ở trong một câu hỏi tuổi nó có cái chữ old. Đó. Âm O này, bấm L là uốn lưỡi lên. Old, bấm D cuối này. Old, old. Nghĩa của nó là già. Và đồ dùng, đồ vật thì nghĩa của nó sẽ là cũ. Và từ này dùng để hỏi tuổi chứ nó không có liên quan đến chữ già đâu nhé. Trong câu hỏi chúng nó không dịch ra chữ già. Mà chỉ dùng để hỏi tuổi thôi. How old? How old là bao nhiêu tuổi? How old are you? Đó, chữ đờ nối sang cái A này, thành đa này. How old are you? Nếu không nối âm sẽ là How old are you? How old are you? Và đọc nối âm nó sẽ trôi chảy hơn này. How old are you? How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Câu trả lời là I'm cộng với số tuổi của mình và cộng với chữ years old. Years old. I'm 8 years old. Tôi 8 tuổi. How old are you? Khi nói có thể bỏ chữ years old đi cũng được. Ví dụ, I'm 9. Tôi 9 tuổi. Còn khi viết chúng ta phải viết đủ chữ year old này nhé. Khi nói có thể bỏ qua. Hỏi cô ấy hay cậu ấy bao nhiêu tuổi thì thay chữ you thành chữ he hoặc chữ she và thay chữ a thành chữ y. Cũng có thể nối âm thành chữ d sang chữ y thành d nhé. Nếu không nối âm chúng ta sẽ đọc là how old is he? How old is he? Và đọc nối âm sẽ trôi chảy hơn này. How old is he? How old is he? Cậu ấy bao nhiêu tuổi? He is 19.
He is 19. Và he is cũng có thể nói tắt thành his. He is 19. Tương tự như vậy, thay chữ she vào. How old is she? How old is she? Cô ấy bao nhiêu tuổi? She is 12. She is 12. Cô ấy 12 tuổi. Bây giờ ta sẽ cùng nghe mẫu. Và đây là những cái cách chào hỏi này. Meet and greet. Meet and greet là gặp và chào hỏi. Three friends là ba người bạn. Bây giờ ta sẽ cùng nghe nhé. Unit 1, recording 1.20. Listen and read, then say. This is Ming. He is 7. Hi, my name's Mai. What's your name? Hello, Mai. I'm Min. Nice to meet you. Đó là giới thiệu bạn trong ảnh này, là bạn Minh này. This is Ming. He is 7. Cậu ấy là, đây là Minh, cậu ấy 7 tuổi. Và gặp và chào hỏi thì sẽ là Hi, my name's Mai. Đó, bạn này chào. Xin chào, tên của tôi là Mai. What's your name? Bạn tên là gì? Bạn này trả lời. Đáp lại là Hello Mai, I'm Minh. Chào Mai, tôi là Minh. Và ba người bạn thì sẽ có một người giới thiệu hai người bạn mới thì sẽ nói cái từ này, cụm từ này nhé. Nice to meet you. Rất vui được gặp bạn. Two, read and circle. Đọc và khoanh. One, Minh is 7, 8. Minh 7 tuổi hay là 8 tuổi. Ở trên giới thiệu Minh 7 tuổi, nữa khoanh vào 7. Two, this is Minh, Mai. Đây là Minh hay là Mai? Ở trên chúng ta thấy bạn này là bạn Mai, thì đã khoanh vào Mai. This is Mai, đây là Mai. Three, read and match. Đọc và nối. Chúng ta đọc và nối với những bức tranh. Three friends, ba người bạn. Đó, ba người bạn là bức tranh số 2. Meet and greet, gặp và chào hỏi là bức tranh số 1. Chúng ta sang phần tiếp theo. 1. Look at page 14. Count and write. Nhìn vào trang 14. Đếm và viết. Trang 14. Trang 14 là câu chuyện này. Chúng ta đếm. Người ta yêu cầu đếm quả táo. Câu số 2 đếm quả táo. Đếm quả táo ở trong câu chuyện này 1, 1, 2, 3, 4, 4 apples. Đây, người ta yêu cầu đếm quả táo. 4, chúng ta ghi ở đây, 4. Tiếp theo, con bướm. Chúng ta tìm lại trong câu chuyện xem là có mấy con bướm. 1, 2, 3, 4, 5. Không biết có tính cả con bướm màu vàng không? Nếu tính cả con bướm màu vàng thì sẽ là 5, 6. 6 con bướm. Chúng ta điền vào đây 6. Tiếp theo, cái hoa màu tím. Hoa ở cái bụi màu tím này. Rất là nhiều nhé.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten, 11, 12, 13, 13 bông hoa. 13, 13. Tiếp theo là cái bánh. Cái bánh ở bên này có một cái thôi. 1. Đó. Trong trường hợp này có hai trường hợp nhé. Con bướm nếu mà chỉ tính con bướm xanh thôi thì chúng ta chỉ đếm con bướm xanh thôi. Bướm xanh thì có 4 rồi. Còn những cái bông hoa này chúng ta chỉ đếm những bông hoa to thì nó ở tranh số 1 thôi. Còn nếu tính cả những bông hoa ở tranh số 3 thì nó sẽ có nhiều hơn 10 này. Là 13. Two, listen and tick. Nghe và đánh dấu tích. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và đánh dấu tích vào từng tranh một nhé. À, tranh số 1 thì từ khóa của nó là 7 và 8. Người ta làm mẫu rồi. Và tranh số 2 là màu sắc này. Black, brown. Và tranh số 3 thì là từ khóa đây sẽ là gấp vào. Gấp vào sẽ là close và mở ra sẽ là open. Tranh số 4 đây là xếp hàng. Xếp hàng là make a line, chúng ta còn nhớ không? Bài đầu tiên, make a line, xếp hàng. Và đứng lên là stand up. Tranh số 5 thì đây là Sam này và đây là Ben. Đó là những từ khóa chúng ta có thể tìm trước khi chúng ta nghe nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe. Unit 1, recording 1.21. Listen and... 1. Hi, my name's Nam. How old are you? Hi, Nam. I'm 7 years old. 2. What color is it? It's black. Oh, no, it's brown. 3. Close your book, please. 4. Make a line, please. 5. Hi, my name's Marie. What's your name? My name's Ben. Bây giờ nó sẽ cùng nghe lại nhé. And tick. 1. Hi, my name's Nam. How old are you? Hi, Nam. I'm 7 years old. Ở câu thứ nhất chúng ta nghe thấy từ I'm 7 years old, chúng ta nghe thấy số 7 đúng không? Chúng ta đánh dấu tích ở đây sẵn rồi. 2. What color is it? It's black. Oh no, it's brown. Câu số 2, đầu tiên chúng ta nghe thấy black, nhưng mà sau đó người ta lại nói là oh no, tức là ôi không. It's brown, như vậy là brown mới đúng nhá. 3. Close your book, please. Close là đóng lại, gấp lại. Tranh A này. 4. Make a line, please. Make a line, please. Hãy xếp hàng nào. 5. Hi, my name's Marie. What's your name? My name's Ben. My name's Ben. Ben là bạn tóc ngắn nhé. Còn bạn đội mũ lệch này là bạn Sam. 3. Introduce yourself to a new friend. Giới thiệu bản thân bạn với một người bạn mới. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành giới thiệu bản thân của mình là xin chào này. Giới thiệu tên của mình là my name's cộng với tên hoặc là I'm cộng với tên. Đó, và hỏi bạn người mới là what's your name? Tên của bạn là gì? Đó, khi bạn kia bạn ấy giới thiệu tên của bạn đấy thì mình có thể nói là nice to meet you.
Rất vui được gặp bạn. Như vậy thôi, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Bye bye!